Chương mục sức khỏe cho mọi người xin kính chào quý vị và các bạn. Bắt đầu chương mục kỳ này là phòng sự, tiếp đến là phân phổ biến kiến thức. Sau đây là nội dung chương trình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cùng với phương châm đổi mới, sáng tạo, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm để mạnh trong lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trên trạng của công nhân viên chức lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng ngành y tế tỉnh vững mạnh toàn diện, trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, mặc dù thời tiết Huế phải hứng chịu cả thiên tai và dịch bệnh, nhưng công đoàn ngành y tế tỉnh đã luôn không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thực hiện tận lời cả mục tiêu chính trị của ngành. Công đoàn ngành y tế đang quản lý 30 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số hơn 3.500 đoàn viên. Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động ngành y tế đã trải qua một hành trình chưa từng có trong tiền lệ. Suốt thời gian chống dịch, gần như 100% đoàn viên nhân viên y tế nỗ lực hết mình, vượt khó để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo phòng chống dịch, sẵn sàng tăng cường cho chiến dịch tiêm chủng toàn dân, hỗ trợ đơn vị bàn trong truy vết lấy mẫu xét nghiệm. Có đó thể được trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của các đoàn viên công đoàn có phần đệ tỉnh thư thứ huyện khống chế dịch bệnh, dành lại địa bàn an toàn ổn định, đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường mới. Trong hành trình chia lửa đó, các tổ chức công đoàn lại luôn đồng hành công đoàn viên của mình vượt qua đại dịch, chung tay với toàn ngành công đoàn ngành y tế, phối hợp với sở y tế, đi đến các bệnh viện giả chiến trong tỉnh và các đơn vị tuyến đầu chống dịch để tâm hỏi và đồng viên cán bộ đoàn viên ngành y tế trực tiếp tham gia chống dịch công đoàn đã vận động các tổ chức cá nhân thăm hỏi đồng viên và trao tặng các xuất quà bảo hộ thuộc men cho đội ngũ nhân viên y tế chi viện các tỉnh phía Nam, mua bảo hiểm an toàn cho 50 nhân viên y tế và trao 51 xuất quà trung thu cho con cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Các công đoàn cơ sở cũng đã có những hình thức đồng viên khen thưởng kịp thời, những tập thể cá nhân có những công hiến đóng góp đặc biệt cho công tác phòng chống dịch công đoàn cơ sở bệnh tật cũng đã là nhận được sự quan tâm của công đoàn ngành cũng như liên đoàn lao động tỉnh trong cái việc hỗ trợ và quan tâm kịp thời những đoàn viên có cái hoàn cảnh khó khăn đã kịp thời trao tặng những cái món quà tinh thần cũng như là vật chất để các anh chị tham gia công tác phòng chống dịch đồng thời thì công đoàn cơ sở cũng đã chủ động có những cái phần quà cũng như nhu yếu phẩm gửi đến trực tiếp những cái đội ngũ mà tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch của đơn vị thì trong giai đoạn phòng chống dịch công đoàn cũng đã phối hợp với chính quyền là kịp thời đề xuất cũng như là khen thưởng những cái tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thì với cái vai trò là xác định cái việc đồng viên tinh thần kịp thời cho những người lao động trong cái công cuộc phòng chống dịch thì công đoàn trung tâm kiểm soát bệnh tật đã đồng viên kịp thời cũng như là hỗ trợ anh em về mặt tinh thần cũng như vật chất nhằm là đồng viên cho anh em trong cái công cuộc phòng chống dịch ở giai đoạn cam go nhất từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua công đoàn ngành y tế đã chủ động đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền giáo dục nhất là những vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động tham gia công đoàn thường xuyên phát động và triển khai các phong trào và đạt kết quả cao như lao động giỏi lao động sáng tạo thi đua cơ sở y tế xanh sạch đẹp ký cam kết về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh từ các phong trào trên tinh thần trách nhiệm của người thầy thuộc được nâng cao, xuất hiện nhiều cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cả cấp. Trên phong trào nghiên cứu khoa học ứng dụng các tiến bộ y học vào thực tiễn được các đơn vị trong toàn ngành duy trì và phát triển. Công đoàn ngành có một sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen khi tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Khi mà tiếp xúc với bệnh nhân, gặp những cái bệnh nhân mà đến bệnh viện với cái tình trạng là mù mắt đau nhất do cái bệnh thủy tính thị mà giai đoạn muộn thì mình tiến hành kỳ nghiên cứu và đưa ra cái sáng kiến đó thì rất may mắn là cái sáng kiến đó được uh, bệnh viện hỗ trợ rất là nhiều và cũng may mắn là được uh, giải thưởng của tổng liên đoàn lao động việt nam thì khi mà nhận được giải thưởng đó thì em cũng khá là bất ngờ và nhưng mà cũng rất là tự hào và vui vì cái uh, sáng kiến của mình đã được uh, mọi người ghi nhận với phương châm để người lao động có quyền lợi đảm bảo ngày càng tốt hơn, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động chăm lo đời ích cho đoàn viên người lao động luôn được các cấp công đoàn quan tâm bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Trên 1.000 lượt đoàn viên người lao động khó khăn, ốm đau, bị ảnh hưởng thiên tai bỏ lộ, tai nạn lao động đã được hỗ trợ với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng. Hàng năm có từ 1.800 đến 3.500 lượt đoàn viên được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi đoàn viên. 130 lượt đoàn viên được vay vốn phát triển kinh tế, sửa chữa nhà ở, từ quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng. 6 gia đình được hỗ trợ từ quỹ máy ấm công đoàn ngành y tế với tổng số tiền là 180 triệu đồng. Với sự hỗ trợ từ những máy ấm công đoàn đã đem đến một máy ấm thực sự đối với những gia đình nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn. Được sự hỗ trợ của công đoàn ngành về mải ẩm công đoàn, hai vợ chồng em đã tích lũy và làm được ngôi nhà. Sau thời gian làm được ngôi nhà thì gia đình có được cuộc sống yên ổn và cho con học hành. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cơ công đoàn trong ngành đã thực hiện tổ vai trò tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vận mạnh, thực hiện tổ công tác phát triển đảng viên và đồng viên công đoàn. Trong 5 năm qua đã giới thiệu được hơn 300 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Ngoài ra, công đoàn ngành cũng tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên người lao động, thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên có điều kiện tham gia, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong nhiều kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế, công đoàn ngành y tế đã triển khai tốt các chương trình hành động các phong trào thi đua gắn liền với hoạt động chuyên môn đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Và trong thời gian tới với khẩu hiệu hành động đổi mới dân chủ, đoàn kết phát triển, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo công đoàn ngành y tế nỗ lực gắn chặt các hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Nhìn lại một nhiệm kỳ, công đoàn ngành y tế tự hào vì đã giành được nhiều kết quả quan trọng, được đảng chính quyền và người lao động tin tưởng. Đó cũng chính là động lực để công đoàn ngành y tế tiếp tục các sức thi đua, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 8 đề ra với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết phát triển, vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, vì sự phát triển bền vững của ngành y tế, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, một phổ biến kiến thức kỳ này giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự mất cân bằng giữa tình khi sinh thưa quý vị và các bạn tâm lý chuồng con trai hơn con gái nhận định kiện giới dẫn điện trên trang mất cân bằng giới tính khi sinh gia tăng ở việt nam nói chung và tại tỉnh thừa thiên huế nói riêng ngày càng trầm trọng hơn nếu không được khắc phục sự mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ để lại những hệ lụy khó lường trong chương mục sức khỏe cho mọi người kỳ này chúng tôi có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ chưa có hai phan đăng tâm chi cục trưởng chi cục dân số kết hóa gia đình tỉnh thừa thiên huế Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi. À, bác sĩ có thể cho biết thế nào là mức cân bằng giới tính khi sinh, à, nguyên nhân gây nên hiện tượng này? À, tỷ số giới tính khi sinh là số bé trai sinh sống trên 100 bé gái. Và cái tỷ số này là thường người ta xác định trong vòng một năm. Và nó liên quan đến các cái vùng, lãnh thổ và các quốc gia, các tỉnh. Và bình thường thì tỷ số tự nhiên là 103 đến 107. Nếu dưới à, 103 hoặc là trên 107 thì cái tỷ số này người ta gọi là mất cân bằng giới tính khi sinh có nhiều nguyên nhân gây mất cân bằng tuyến ký sinh. Tuy nhiên có ba nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do cái tư tưởng nho giáo bất bình đẳng giới. muốn có sinh con trai nổi dậy tấm đường và con trai là trụ cột trong gia đình. Nguyên nhân thứ hai là do cái chính sách dân số chúng ta hiện nay thì quy mô gia đình nhỏ một đến hai con. Tuy nhiên có nhiều người vẫn chấp nhận mô hình này nhưng mà người ta vẫn mong muốn vừa có trai có gái hay còn gọi là còn nếu có thể thứ hai là do cái nhu cầu phát triển kinh tế gia đình đất nước Việt Nam chúng ta là đất nước nông nghiệp cho nên À, đa số vẫn muốn có con trai à, để làm trụ cột trong gia đình và thứ ba là vấn đề an sinh xã hội à, của Việt Nam chúng ta đặc biệt là đối với người cao tuổi chưa đảm bảo à, theo thống kê thì hiện nay 70% người cao tuổi Việt Nam chúng ta là không có bảo hiểm xã hội vì vậy họ cũng có mong muốn và có cái nhu cầu sinh con trai và à, có một nguyên nhân nữa là cái chính sách ưu tiên cho phụ nữ của chúng ta thực tế à, nhìn chung là chưa thỏa đáng nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân chính và nguyên nhân trực tiếp đó là hiện nay do nhu cầu phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ trong lĩnh vực y tế. Cho nên người ta đã làm dùng cái khoa công nghệ, ví dụ như cái máy siêu âm để chẩn đoán dự tính thai nhi. Mà ngay bản thân máy siêu âm chẩn đoán dự tính thai nhi cũng không gây mất cân bằng. Tuy nhiên phá thai vì lý do dự tính chính là nguyên nhân gây mất cân bằng. Ngoài ra người ta còn lựa chọn dịch trước sinh, trong sinh và sau sinh. Điều này nó tác động rất lớn đến cái vấn đề mất cân bằng dự tính khi sinh của Việt Nam cũng như thế Thiên Vậy thì ở Việt Nam và Thư tướng Huế có xảy ra mức cân bằng giới tính khi sinh không? À, và những hệ lý của nó như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Ở Việt Nam chúng ta thì mức cân bằng giới tính khi sinh vào năm 2006 và sau đó nó gia tăng cái tỷ số này. Và đến năm 2015 đến 2022 thì cái tỷ số này nó dừng lại, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao. Và hiện nay tỷ số giới tính khi sinh theo báo cáo của Bộ Y tế năm 2022 là tỷ số này khoảng 112, bề trai trên 100 bề gái. À, nếu tỷ số này vẫn duy trì thì Việt Nam chúng ta sẽ dư à, 3,5 đến 4,3 triệu đàn ông à, không lẽ được vợ. À, đối với thứ tiếng Huế thì cũng như Việt Nam chúng ta cũng xảy ra một cái thời gian dài à, mất cân bằng tình ký sinh. Hiện nay thì có, cũng rất là vui mừng sau những cái biện pháp à, giải pháp can thiệp thì tỷ số giới tính ký sinh của thừa Thiên Huệ chúng ta vào năm 2022 chỉ còn lại 107,3 và theo báo cáo của các trung tâm y tế chúng tôi mới tổng hợp được ở trong 6 tháng đầu năm thì tỷ số này là 108,2 à, mặc dù có giảm tuy nhiên à, so với cái tỷ số về tuyển sinh tự nhiên thì thừa thiên huế chúng ta vẫn còn ở mức cao và thực sự là chưa ổn định việc à, mất cân bằng về sinh kéo dài nó để lại những cái hệ lụy vô cùng quan à, trọng đó là nam giới là không thể live hoặc là khó level đặc biệt với cái nhóm nam giới yếu thế sức khỏe yếu và nghèo khó à, phụ nữ thì à, kết hôn sớm và thì bạo lực gia đình là gia tăng à, đặc biệt là đối với ba uh, năm triệu đàn ông không lấy được vợ thì xuất hiện một cái lực lượng gái mại dâm uh, để phục vụ cho nhu cầu tình dục dẫn đến kéo theo là gia tăng cái tỷ lệ uh, hiv và các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục và uh, xuất hiện vấn đề buôn bán người đặc biệt là buôn bạn trẻ em gái nó gây rối loạn an ninh trật tự xã hội an ninh biên giới và cuối cùng nữa là cái cơ cấu nghề nghiệp của chúng ta cũng thay đổi bởi vì thì uh, phụ nữ ít nên nghề nghiệp giống như giống mẫu giáo mầm non hoặc là các nhà máy may, các cái công xưởng máy may sẽ thiếu trầm trọng cái lực lượng lao động đây gây mất cân đối. À, bác sĩ có thể cho biết à, tại tỉnh Thừa Thiên Huế à, đã có những cái giải pháp gì để khắc phục những tình trạng này? À, thì trước tình trạng gia tăng thì số dự tính thí sinh vào năm 2015 thì à, thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định 468 à, để đề ra một cái đề án để giải quyết cái vấn đề mất cân bằng từ thí sinh và thừa thiên huế chúng ta thì ủy ban tỉnh đã ban hành quyết định À, 3.1 về kế hoạch triển khai à, can thiệp giảm thiểu mất cân bằng dị thường sinh, chúng ta đã có quy định 84, mươi trong đó là đã khen thưởng đồng viên những gia đình à, thực hiện tổ chức sách kế kế hoạch gia đình và đặc biệt là những gia đình trẻ em gái. À, bên cạnh đó thì um, cũng nghiêm cấm những trường hợp mà chẩn đoán và phá thai vì lý do dị tính à, Đối với Thư tuyến về chúng ta thì đã cùng ban hành uh, rất nhiều các cái văn bản và các cái ban ngành đoàn thể đặc biệt là sở lao động thương minh xã hội đã có những cái văn bản để chỉ đạo về vấn đề bình đẳng giới cũng góp phần giải quyết vấn đề này đối với sở văn hóa thể thao sở tư pháp và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cũng đã có đưa kỳ vấn đề mất cân bằng về tính cái sinh vào hướng ở quy ước tiện tiến hành kiểm tra các cái cơ sở y tế trong đó đặc biệt là các cơ sở siêu âm cũng như là các cái đơn vị mà có triển khai dịch vụ kỹ thuật nào và thai để chủ động tuyên truyền và ngăn ngừa vấn đề này đối với phụ liên hội liên hiệp phụ nữ và hội nông dân thì cái vấn đề đưa vào vấn đề nội dung bình đẳng giới rất là quan trọng rồi đối với nữ thì có câu lạc bộ phụ nữ sinh con một b không sinh con thứ ba trở lên đối với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thì trong cái cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thì cũng đưa cái nội dung này vào trong cái cuộc vận động này và đặc biệt ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đã có một cuộc vận động những gia đình đồng bào tôn giáo góp phần giúp sức để can thiệp giảm thiểu vấn đề này. Phối về sở thông tin truyền thông tuyến truyền về vấn đề bình đẳng giới và giảm thiểu bất cân bằng cái sinh vào cả cái ngày quốc tế trẻ em gái. Ở trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu sở y tế là truyền thông vận động những cái nhà lãnh đạo những cái như hoạt định chính sách về vấn đề này và đặc biệt chúng tôi phối hợp cả cái ban ngành đoàn thể để tăng cường tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình vấn đề bình đẳng giới và giảm thiểu mất cân bằng tính khí sinh xác định cái chủ nhân để giải quyết vấn đề này là các trẻ em cho nên chúng tôi đã chủ động phối hợp với sở y dục đào tạo đưa vấn đề luật hôn nhân gia đình và kiểm soát mất cân bằng tính kỹ sinh và cuối cùng thì một cái đối tượng rất quan trọng đó là nhân viên lực lượng y tế chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền những cái văn bản pháp luật và tăng cường kiểm tra giám sát để cho những người cán bộ y tế những người trực tiếp tham gia trong vấn đề này biết được cái nguyên nhân hậu quả cũng như là những cái giải pháp can thiệp để chúng ta giải quyết dứt điểm cái nguồn gốc của rễ này. Xin cảm ơn bác sĩ. Chương mục sức khỏe cho mọi người để đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.